Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, mới đây trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, huyện Trảng Bom tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Tôn vinh nghề dạy học với hoạt động Điều em muốn nói thầy cô ơi. Tại buổi sinh hoạt, các em học sinh đã chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ, lời cảm ơn, xin lỗi tới thầy cô giáo. Đây cũng là dịp để học sinh viết lên những lời tri ân, gửi những điều tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo của mình nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thông qua chương trình, các em cảm nhận được rất nhiều điều quý giá để biết yêu thương cha mẹ và thầy cô, biết làm điều có ích để không phụ công sinh thành dạy dỗ.